Mình Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây, mà các bạn đón xem Tử Vi tuần mới của 12 con giáp Từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 2022 Hy vọng với những thông tin hữu ích Chúng tôi có thể sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết Từ vui tuần mới của tuổi Tý từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là những vấn đề mà bạn tuổi Tý sẽ phải đối mặt trong tuần này đó là phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình về chuyện tình cảm nhất là đối với những ai đã từng đổ vỡ chỉ vì đối phương không thích, không ủng hộ công việc mà bạn làm. Tuần này với bạn tuổi tí hơn cả yêu đương, bạn sẽ học được vẻ đẹp của tình tri kỷ luôn sát cánh nhưng không bao giờ là vật cản trên con đường phát triển của nhau cả. Và trong tuần mới này với bạn tuổi tí, bạn cũng đang có điểm báo sẽ phải đối mặt với một số khó khăn khi nhận nhiệm vụ mới, đối tác mới. Bạn có thể không thích nhưng đây là trách nhiệm cũng vừa là ưu thế vừa là thử thách cho bạn nếu như bạn biết tận dụng được sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình đúng lúc, đúng cách thì bạn sẽ nhanh chóng tiến tới đỉnh cao của sự nghiệp. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi Tý cũng đang chịu ảnh hưởng của sao dịch mạ chiếu mệnh. Điều này cho thấy cuộc sống của bạn sẽ có những thay đổi, chuyển biến, di chuyển nhiều và ban đầu với bạn tuổi tí có thể nghĩ rằng đó là trở ngại nhưng sau đó sẽ nhận ra đó là điều cần thiết để cho bạn có được một tương lai tốt đẹp hơn nữa và trong tuần mới này với ba tuổi tí lại đã gặp được chính tài ghé thăm điều này cho thấy vào những ngày đầu tuần của bản mệnh đang có được báo hiệu sẽ gặt hái được nhiều tiền bạc, nhưng nếu như bạn chủ quan thì tình hình sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu. Có tiền trong tay thì phải biết quý trọng và cân nhắc lại việc chi tiêu sao cho hợp lý bạn tuổi tí nhé. Từ vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu có nhiều việc đánh thức bạn trở lại cho thấy bạn đã ngủ quên quá nhiều và giờ là thời khắc để cho bạn ra khỏi kiến bọc vươn mình tới hình tượng con người mà bạn vẫn hằng mơ ước. Dù bạn có năng lực nhưng nếu không thực sự bắt tay vào hành động thì sẽ vẫn chẳng thể đi đến đâu được cả nhé. Và trong tuần mới này với bạn tuổi Sửu á, nếu như bạn muốn mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng và dễ chịu, điều này cho thấy bạn cần phải làm những việc mà bản thân yêu thích cũng như là nên yêu thích bản thân mình nhiều hơn, chiều chuộng bản thân mình đúng cách. Nhưng có lẽ với bạn tuổi Sửu cần phải xem xét lại những việc mà bạn đang làm mỗi ngày sẽ thật là khó khăn khi phải cố gắng ngày này qua ngày khác mà những việc bạn làm không yêu thích, thay vào đó bạn nên dành thời gian cho những việc mà bạn thực sự đam mê sẽ tốt hơn nhé. Trong tuần mới này với bà tuổi sửu lại đang gặp được sao Thái Dương là các tinh hỗ trợ cho bạn trong công việc, cho nên công việc của bạn thêm phần được hanh thông thuận lợi. Với bà tuổi sửu nên tập trung hơn vào nhiệm vụ đã đề ra và không quá quan tâm tới những lời bàn ra tán vào về cuộc sống của mình nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, vận trình tình cảm của bạn cũng không được tốt cho lắm vì sẽ vẫn có những mâu thuẫn và tranh cãi xảy ra giữa hai người. Nhưng nếu như bạn suy nghĩ một chút sẽ thấy niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi buồn vì phần lớn thời gian cả hai người dành cho nhau là những phút giây thư giãn, bình yên và khả năng cao bạn đã tìm được một nửa phù hợp với mình trong tuần này nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang khá háo hức khi bước chân vào tuần mới, tuy nhiên với nguồn năng lượng rực cháy cũng có thể gián tiếp gây trục trặc cho các mối quan hệ cá nhân của bạn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Với bạn tuổi dần cần phải tìm ra sự cân bằng, độ mở cần thiết để cho hai người có được không gian phát triển độc lập nữa. Và tuần mới này với bạn tuổi dần cho thấy thách thức đối với bạn vẫn đang còn. Hành trình thay đổi bản thân chắc chắn sẽ đòi hỏi bạn phải bỏ đi những định kín và những thói quen cũ. Đây là nội tâm trợ lớn nhất của bạn. Tuy nhiên, nếu như bằng sức sáng tạo và khả năng thích nghi, bạn chắc chắn sẽ khiến cho mọi người phải bất ngờ nữa đó nhé. Và trong tuần mới này với bạn tuổi dần lại đang gặp sao thái tuế chiếu mệnh là hung tinh nhắc nhở bản mệnh nên kìm chế cảm xúc nhất là trong lúc điều khiển giao thông thì đừng có để cho tâm trạng mình không vui hoặc là nóng giận khiến cho bạn phóng nhanh vượt ẩu. Có thể thấy ngoạn lửa nơi sâu thẳm trái tim của bạn có thể được kích hoạt để bùng lên dự dọi bất cứ lúc nào nữa nhé bên cạnh đó trong vận trình tuần mới này với ba tuổi dần cũng đang có điểm báo sẽ gặp nhiều rắc rối nhất là ở gần cuối tuần khi bạn đối mặt với thương quan chiếu mệnh khiến cho bạn mệnh dễ mất đi sự kiên nhẫn mất đi sự bình tĩnh mà làm ra những việc làm cho người khác không hài lòng về bạn bạn cần phải kiềm chế cái đa tính xấu này của mình nữa nhé Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là về mối quan hệ tình cảm của nhiều cặp đôi không diễn ra như ý muốn hoặc là có người có nguy cơ đổ vỡ khi cả hai đều xem nhau như kẻ thù trong những cuộc tranh cãi, cãi vã thay vì cùng nhau tìm ra hướng giải quyết và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi mão là nên dừng lại và lắng nghe ý kiến, đặt mình vào vị trí của đối phương, cả hai sẽ hiểu nhau hơn và sáng suốt để đi đến kết luận chung nữa nhé. Và xem tử vi cho thấy, với bạn tuổi mão trong tuần này, có vẻ như công việc của bạn đang bị trực lại, nhưng bạn đừng vì thế mà buồn phiền vì đây là cơ hội để cho bạn xem xét lại bản thân, học cách hành động chính chắn hơn vì chính mình và vì mọi người. Sức mạnh lớn nhất của bạn tới từ tinh thần đoàn kết và sự kết nối, chứ không phải là sự ích kỷ và vô kỷ luật bạn tuổi mão nhé. Bên cạnh đó, vận trình tuần mới này với bạn tuổi mão cũng đang gặp được sao bách Việt chủ về đào hoa, đây là tín hiệu đáng mừng cho những ai đang còn độc thân, bạn cần phải mở rộng lòng mình ra, tìm hiểu những mối quan hệ mới, bạn và người ấy xây dựng được niềm tin khi cùng nhau chia sẻ những quan niệm và góc nhìn về cuộc sống bằng thái độ tôn trọng và Vận trình tuần mới này với bạn tuổi Mão không phải khi nào cũng được thuận lợi, nhưng bạn cũng cần phải học cách đón nhận mọi thứ với thái độ tự nhiên, vui vẻ và thoải mái nhất bạn sẽ nhìn thấy được mọi thứ diễn ra đang rất tốt đẹp và đây cũng là cơ hội để cho bạn nắm lấy để thay đổi vận trình của mình, nhất là khi đang có được chính tài giá tham ở giữa tuần, mang lại cho bạn có được cơ hội kiếm tiền, bạn đừng có bỏ lỡ chỉ vì sự đánh giá chủ quan của mình nhé. từ vi tuần mới của bản tuổi thìn từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022 xem vận trình tuần mới này với bản tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn có thể sẽ có một số quyết định sai lầm trong tuần này. Thế nhưng, bạn đừng vì chủ quan khi nhìn lại những gì đã trải qua, bạn có thể nhận ra sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. Điều này cho phép bạn rút ra những bài học kinh nghiệm để tránh mắc phải những sai lầm trong quá khứ và tập trung vào những điều đúng đắn, tích cực ở hiện tại và tương lai. Với bạn tuổi thìn, khi suy nghĩ của bạn chưa thông suốt thì bản mệnh cũng nên tránh đưa ra những quyết định liên quan tới tiền bạc trong tuần. Nếu không, sẽ tiêu tán không ít tài sản của mình. Bạn chớ cứng đầu rồi không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai hay là những người nhiều kinh nghiệm khiến cho bản thân mình rơi vào những khó khăn. Với bà tuổi thìn trong tuần mới này, cũng đang chịu ảnh hưởng của thiên cậu là hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điểm báo, có họa khẩu thiệt thị phi. Điều này khiến cho bạn suy nghĩ nhiều, khó ngủ và từ đó gây hại cho sức khỏe của bạn mệnh. Bạn tuổi thìn nên bỏ ngoài ta những lời nói không hay về mình để tập trung vào việc cải thiện cuộc sống hiện tại của mình sẽ tốt hơn. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong tuần mới này, đối với những bạn đang còn độc thân, vì muốn có cảm giác an toàn cho nên với bạn không thể bắt đầu mối quan hệ nào mới và đôi khi bạn cảm thấy lạc hướng, không hiểu được chính mình nữa. Còn đối với những bạn đã có đôi có cặp trong thời gian này thường hay kiếm chuyện với nhau, gây ra xung đột với nửa kia của mình, chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt trong gia đình mà thôi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh khi bất cứ việc gì xảy ra trong tuần không diễn ra như ý muốn của bạn. Mọi điều bạn làm sẽ dẫn đến những gì mà bạn muốn. Đây là lý do tại sao bạn cần phải biết muốn trở thành ai thay vì đơn thuần là bạn muốn cái gì nhá Trong tuần này với bạn tuổi tỵ lại đang có được sao thiên đức chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn, hỗ trợ cho bạn có thể phát triển về năng lực kiếm tiền của mình. Không ít người đã phát tài phát lộc rực rỡ khi có được sự trợ giúp nhiệt tình của bạn bè, người thân. Vì thế, với bạn tuổi tỵ càng cần phải quý trọng những mối quan hệ mình đang có nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bà tuổi tỵ trong tuần mới này lại đang có dấu hiệu đi xuống. Điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn và người ấy không được những người xung quanh ủng hộ và chống khiến cho bạn cảm thấy vô cùng là hoang mang. Thực ra tình cảm mà hai người dành cho nhau chưa đủ lớn để bổ qua dư luận mà thôi. Và trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi tỵ lại đang có được thiên ấn tương trợ. Cái điều này cho thấy ngay từ những ngày đầu tuần, bạn mệnh đang có được rất nhiều điều kiện thuận lợi hơn những người xung quanh mình. Khó khăn dường như đã được đẩy lùi, chỉ là bạn có đủ chủ động để phát triển trong lĩnh vực của mình hay là cứ kệ bộ lỡ mọi thứ trôi đi mà thôi nhé. Từ vi tuần mới của bạn Tử Ngọ, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn Tử Ngọ cho chúng ta thấy là chuyện tình cảm của bạn đang có điểm báo gặp nhiều bế tắc khi bạn làm theo lời khuyên của đám đông và bạn Tử Ngọ sẽ cảm thấy như mình đang gặp phải chướng ngại trên mọi lối rẽ. Tuy nhiên, đây chính là bài tập để cho bạn thay đổi góc nhìn của mình đi sẽ tốt hơn nhé. Và trong tuần mới này với bạn thứ ngọ, hai chịu tác động của ý kiến mọi người và điều đó khiến cho bạn hay bị lầm đường lạc lối. Dù vậy, trước những lựa chọn lớn của cuộc đời, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là vẫn tin vào trực giác, bạn biết điều mình muốn tốt nhất cho mình là gì, chỉ cần bạn giữ được tâm trí thật tỉnh táo và tránh xa sự khiêu khích là được nhé. Và trong tuần mới này với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp sao bạch hổ là hung tinh chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tuổi ngọ nên quan tâm tới vấn đề an toàn về giao thông. Dù làm gì, đi đâu cũng nên đi chậm để có thể dễ bể xử lý khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, trong tuần nếu như bạn đang làm những ngành nghề nguy hiểm thì nên điều bảo hộ lao động đầy đủ, tránh đến những nơi có âm khí để tránh những tác động xấu không mong muốn đến bản thân mình nhé. Với bản tứ ngọ trong tuần mới này, bạn cũng nên kiên định với những kế hoạch của mình thì hứa hẹn cuối tuần sẽ gặt hái được những thành công khi có được thiên tài giúp sức. Thế nhưng, vào ngày cuối cùng của tuần, bạn cũng cần phải giữ gìn đồ đạc kéo lại bị mất đồ, mất tiền nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang có điểm báo, rất khó giữ được sự bình tĩnh, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là tuần mới này nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần khi bạn vững vàng trên đôi chân của mình tự khắc mọi chuyện sẽ được sắp xếp vào trật tự đúng đắn của nó mà thôi và trong tuần mới này với bạn tuổi mùi mối quan hệ giữa bạn và người ấy có thể sẽ đang ngày càng xa cách vì có thể hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau phải chăng vì sự bận rộn của công việc mà đã lâu rồi bạn không cùng người ấy hưởng một kỳ nghỉ đích thực và đã đến lúc với bạn tuổi mùi nên sắp xếp lại công việc sắp xếp lại cuộc sống để cho hai người được ở bên nhau nữa rồi nhé Tử vi cũng chỉ ra rằng trong tuần mới này với ba tuổi mùi đang có được sao Cát Tinh chiếu mệnh, đây là cầu nối giúp cho bạn có thể làm quen với những người có thể giúp cho bạn phát triển về quân đường tài lộc. Bạn cũng cần phải chủ động tìm các cơ hội về kinh doanh, đầu tư và quyết đoán hơn cho các quyết định sắp tới của mình nữa. Tuy nhiên, trong tuần mới này với ba tuổi mùi cũng đang gặp Tỷ Kim chiếu mệnh, điều này làm cho bạn trở nên ích kỷ hơn trong các quyết định của mình và có thể sẽ bị mọi người xa lánh. Thế nhưng, may mắn là có nhiều người thông cảm với hoàn cảnh, với những gì đang xảy ra với bạn. Cho nên, họ cũng sẵn sàng chịu thiệt thòi một chút, nhờ đó mà bạn học được bài học đáng giá cho mình nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang có được báo hiệu bạn trải qua một tuần có nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Hai bạn đều có chung cách nhìn nhận về đời sống, về các giá trị, về đạo đức, về suy nghĩ hay là niềm tin. Tất cả những điều đó đều quan trọng hơn việc cùng chung sở thích bởi lẽ những giá trị chung ấy đều nối lên cả hai đang cùng đi trên một quân đường đời dài ở phía trước nữa nhé. Và tuần mới này với bạn tuổi thân, công sức của bạn đang được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận. Bạn đã âm thầm và nhấn lại bước qua những giai đoạn cuộc sống không hề dễ chịu, dễ dàng. Đã đến lúc bạn nhận lấy phần thưởng xứng đáng thuộc về mình. Với bạn, vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu lớn nhất trong đời. Với bạn, đây sẽ là một tiền đề vững chắc cho bạn về sau này nhé. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi thân cũng đang chịu ảnh hưởng của đại hao là hung tinh chiếu mệnh cho nên bạn đang có xu hướng chi tiêu mạnh tay cho những món đồ đắt tiền dù trước đây bạn không có ý định mua nó. Với bạn nên nhớ rằng khoản tiền lớn chỉ nên dành cho những việc đã có kế hoạch và cần tiết kiệm để mua nó trong thời gian dài, chớ nên làm việc tùy hứng nhé. Và tuần mới này với bạn tuổi thân lại đang gặp được thực thần chiếu mệnh, cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được tinh thần lạc quan ngay từ những ngày đầu tuần. Do đó, mọi khó khăn xuất hiện thì cũng không là gì khi bạn không quá quan tâm tới chúng. Ngoài ra, với bạn tuổi thân cũng đủ may mắn để được cả người lạ xuất hiện để trợ giúp cho bạn khi cần thiết nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn đang có được nhiều niềm tin mới khi bạn có được sự hậu thuận đáng kể bạn có thể yên tâm rằng sự nghiệp của mình đang trên đà phát triển tích cực kéo theo đó là nguồn tài chính của bạn tăng lên đáng kể với bạn tuổi dậu nên chuẩn bị về tinh thần để tham gia nhiều dự án vị mô thú vị hơn nữa nhé quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi dậu trong tuần mới này ở bên một nữ của mình với bạn luôn thấy cảm giác an tâm và thoải mái vì người ấy luôn mang đến cho bạn có được cảm giác tin tưởng tuyệt đối cho dù tình cảm không còn nồng nàn như thuở ban đầu nhưng nếu có được xây dựng dựa trên nền tảng niềm tin vững chắc bạn biết rằng cả hai vẫn có thể cùng nhau đi tới cuối cuộc đời nữa và với ba tuổi dậu trong tuần mới này, có thể bạn sẽ không để ý, nhưng tới cuối tuần, tổng kết lại, bạn sẽ sớm nhận ra rằng mua sắm khá chi là nhiều. Và dù là những khoản nhỏ, nhất là đối với những ai có sở thích mua đồ giảm giá thì lại càng mua nhiều hơn nữa. Tất cả là vì bạn đang chịu ảnh hưởng của tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh, bạn cần phải xem xét lại tác động của nó để hạn chế mua những thứ không thực sự cần thiết nhé. Và với bạn tuổi dậu trong tuần mới này có vẻ như là đầu tuần bạn khá khó khăn nhưng khi có được thiên ấn trợ giúp cho bạn vượt qua được tất cả để hoàn thiện mục tiêu vào cuối tuần. Thế nhưng tiền bạc không được cải thiện như mong đợi do đó bạn cũng đừng quá buồn phiền mà nên tập trung để tìm kiếm thêm cơ hội cho mình nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tuốt từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi tốt, đó, cho chúng ta thấy là có những thay đổi về vị thế xã hội sẽ ảnh hưởng ít nhiều lên mối quan hệ cá nhân và cách mà bạn tuổi tốt nhìn nhận bản thân. Với bạn có thể sẽ phải đối mặt với một số khủng hoảng và sự thương tổn, nhưng phần lớn chúng đều từ nội tâm của bạn chứ không phải là ở bên ngoài. Vì vậy với bạn tuổi tốt bạn phải tự tìm cách điều chỉnh chứ không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này, đây là điều mà bạn tuổi Tuất dành ít thời gian quan tâm, chăm sóc nhất trong tuần và đó là lý do sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên tỉa nhạt, thậm chí là lạnh lùng, xa cách, đang là nguyên nhân tan vỡ của không ít các cặp đôi nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngũ quỷ là hung tinh chiếu mệnh. Cái điều này sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn. Và chỉ vì bạn quá lơ việc chăm sóc cho bản thân mình trong khoảng thời gian dài vừa qua, đã đến lúc bạn nên ưu tiên hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Nếu không, tương lai của bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về thể lực yếu kiếm nữa đâu nhé. Và trong tuần mới này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp thiên quan chiếu mệnh vào thời điểm giữa tuần khiến cho mọi người lo lắng rằng công sức của bạn sẽ ủng công, đổ bể nhưng thực tế với bạn tuổi Tuất giải quyết được tình huống này một cách vô cùng là tài tình. Bạn sẽ có thể đạt được một số thành tích đáng kể nữa nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi hợi từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang có được báo hiệu vận trình tuần mới này có vẻ như mọi thứ đã bình ổn hơn với bạn tuổi hợi cho phép bản thân mình được thở phào khi cuối cùng thế giới xung quanh mình cũng đã trở về đúng nhịp đỏ vốn có của nó một số thách thức vẫn còn đó nhưng với bạn tuổi hợi sẽ phải đối mặt theo cách hoàn toàn khác, linh hoạt hơn và bình thản hơn nữa. Lại thêm, với bạn tuổi hợi trong tuần mới này, đang có được sao thái âm là cát tinh trợ giúp cho bạn, làm cho bạn có được sự tự tin hơn trong việc mở rộng mối quan hệ xã giao với mình trong khoảng thời gian này. Với nhân duyên tốt đẹp xuất hiện, đó là người bạn mới, đồng nghiệp mới hoặc là đối tác làm ăn việc mới giúp đỡ cho bạn rất chi là nhiều về sau này nữa Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tuần mới này, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là khi bạn cảm thấy tổn thương, bạn nối lên những suy tư, trăn trở và người còn lại lắng nghe đó là lúc lòng bạn được nhẹ đi khi có ai đó chịu thấu hiểu mình. Điều này cũng là điểm mổ chốt cho một mối quan hệ bền vững và giúp hạn chế những vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra với bạn nữa nhé. Và tuần này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được thiên tài ghé thăm vào những ngày đầu tuần. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được tin vui về chuyện tiền bạc nhưng đó chưa hẳn đã là một khoản tiền lớn như bạn mong đợi. Do đó bạn cần phải bình tĩnh để hội han thêm những người có kinh nghiệm để bạn tìm thêm cách cải thiện mức thu nhập hiện tại của mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like Comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại